ba chuyện xưa bằng bồn ở nơi nhân thọt chui dưỡng chui xo ni môi bằng bồn á chui ni bộ phết mòn ở dùn chân nhạc bị đo ngay bằng bồn á chân nhạc bị đo ấy hay ở lấy nhóm thai chui đó đây nhóm chập đám thai ba hai mà tên tay bằng bồn á hay mòn ni mà xo mình xo mà xo mà ngay xo ngay môi mà đắng nó bị chọc nên bạc lai mặc hàng bằng bồn á là khoảng vừa xây là bởi vì hồi tới vì chùa mà phát lệ nó bạc lai môi nó mà toàn bị kích thích này ca vi chú lúc lỗ xa mùi cái lạc một bốn hay nhóm khi lân mà ngồi môn á rồi thật lòng cứ cái lỗ xa mùi bằng bốn á là ngày hay món ấy nhờ vì miền xe vì miền ấy chẳng tay dân cả xe thì món ấy phải chạy chú chú nhạc bị đo ngay bằng bốn á món ấy lỗ trường vì lưu khăn lỗ vì chạy ná là ngày lấy lụa cho mũ trao khá là món chờ nó nâng ngay ảnh ở bông ôn là chọn bán chẳng tiện tương quá nhầm tạ lấy chung là sao ná món ấy nhầm lụa tay mùi rồi hà sập lại rồi và lâu thôn bông ôn á món ấy hiển tiếp bần tay xa khỏe khỏe lỗ nè vì hiển tiếp ấy nó khỏe hiển tiếp ná tay cả lỗ với xa mùi xa mùi cả lần ca cả lỗ với chua món đôi chỉ xa mùi 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 nhôm lụa tam rồi hai bông bồn là chọn bán bông bồn vừa tới hai tam mà tết đọc ngày ấy chùa bà này bông bồn á tam tha tam phần ngày nhá chùa bà này chẳng bông bồn là chọn bán tẹt tường mà nhôm nhá bông bồn bà nhầm chậm nhầm đã lấy tiêu được sạp nhá nhôm lụa tam rồi hai bông bồn bà à ra phải món juan bông bồn á tam đi miền juan chính này juan lai á nè ngày biển lai về miền juan sọt này tam món đi chả lo bông bồn chả bị đòn ấy nhá ngày hay món mình phải chạm môi tiết đi lấy món thích thang khôi từ say rồi ó đấy nè món chua là o mền tên ọt miên chua là miên ở tới khai tích gì này đó mà rồi ha nè bông bông ai chạm tới bạn ó quân bông bông ó quân nè bạn